Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Tuấn Khùng của mình. Hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách là ăn những đồ trôi nhất thế giới. Chấm với nước mắm siêu cay nha các bạn. Đây, đây, đây siêu cay nha. Đây, còn đầu tiên là mê. Mê nha. Wow. Đây các bạn. Ngon. Và ngon hết. Cay. Mắm tôm ruột nè các bạn. Đó là cà chua. Đó. Ngon quá các bạn. Một nắng này nữa. Mát yêu bạn. Mẹ chua. Một đắng. Đắng à. Ăn chua rồi ăn đắng cho nên vậy. Ớt siêu cay luôn đây. Dưa leo. Quả chanh, quả chua nhất. Đây các bạn, chanh nha.